Rồi lâu nay là Honest và cùng các bạn đã mà quên chẳng ngày này cứ dân là mọi người ông phí Meta Verify đã chia sẻ nhà Chris nơi hàng lửa khảo bỏ dưỡng có đồ chia Facebook nâng Instagram chẳng ngày này Meta Verify ban bằng chân dịp lời ca sẽ mẹ bói phương ca pra prang nâng một tế cảm chia bỏ dưỡng ấy đã dưỡng ai châu tự phương ca subscribe bán hồi dưỡng nâng tự tố bán thành nhà Chris nơi cái lãnh account bao nhiêu chia dùm hiện đồ bộ nhâm nâng dậy vì ở tháp bây giờ nó không ca pra pra cho mùi nâng sở nhà kỳ mùi ní đại dương phở phẹt lôi cho tinh cho mùi nâng mê ta dân thật ta vì mẹ tháp bây giờ đồn đại khá lạ cả đôi chiếc đồng rời ca nó không ca nằm bây giờ pra pra hắn bị ba nó ấy mà quên khá lạ chẳng tự chẳng sở mẹ mê ta bây giờ phai ní nó bây giờ bông ôn phơ ca phê cho mùi nâng mê ta bông ôn nâng thật tù bàn tí mùi cứ sở nhà kỳ nào trong khao ní đại chìa verification đã bị chạy thả account mới nâng kia chìa account bật bật cót muối đã thở ban confirm thả chìa mình được bật bật cót đã xa tay nâng bị đại diện phương ca verify cứ kê thở ngạc tại những bán passport có đôi chìa ảnh xa nà muối đã bị chạy thả ở dương bật chìa mà cha kẹt lấy nâng mên đại chìa ảnh xa mọc tí ở rốt thở bảo tổ này mà đổ bạc thì mùi tiếp bị yên là tổ ban nơi exclusive shooter mua chùm nốt là mình đôi chìa sticker đôi chìa story, đôi chìa real, đôi chìa star nâng mốc niêm môi chùm nguồn tiết đài viên lưu phí nẹ pra pra thoa mà đài chẳng tử tí bây kì chìa mốc nghĩa đài dân hà thá proactive account protection đài chìa mốc nghĩa monitor có đôi chìa copy tờ lửa account bao giờ bàn răng muốn chìm account để code up min verify phần tay mình mình chạy thay account để có ad verify nó ad rung mồm ấy account để admin verify nó ad thua càng cao phía bàn này khuôn ai đôi khăn nghĩa có rung mồm đấy còn tại account để mình verify cứ khang cơm hôn mệt tá kê mình cơm càng nghe mua tiết xa mẹ thua càng mồm tơ từ lửa dương mà tăng chi bảo trăm này mà đồn và sân như mình bánh hà nằm mùi để khó sông phim phim cứ dương là mình ca lột ở lợt phim phim hôm nay và sao thì dương bán bóng dự bán năng tại ai kế xa mẹ thua ca mồm tơ từ lửa kẹt này bao dương ngành chẳng tự vì có chìa mục nghiêm mối để chăm bách dù mẹp nè để quát kết hạ vì cứ chìa là bỏ mối đài dù mẹp bà 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 nó khăn nóng ca bầm rời ca bỏ dương và chăm ngay chăng tới bì xin đi chăng tới tại bà nẹ bỏ bẹo thòm ra nhưng mà rạch không bà nè mối tiết cứ chìa mục nghiêm direct account support direct account support nó cứ chìa mục nghiêm đài dương ai chua ca tẹo tôn chờ mùi nâng khang cơm hôn mẹ ta nó bị để dương bên bành hạ kẹo này phìm phìm bàn đợi store tại mặt đồn và ta mong nghe được support này cứ nâng nổ tê cam chí bây giờ mình toàn là nả ca tế và tốt bây chìa mong nghe meta về để phai bàn là nả ca của phần mến cứ dương là toàn ai châu tư bàn phim phim tế chạy tay như vậy để nhóm bàn khơi nhóm bàn phương ca subscribe hói đại đồng lãnh nâng nổ tê cam chí bây giờ tặng tạc cứ đọc phàm mùi đồ là giờ rộp làm đón đọc phèm đồ là chiến vì chất đọc phàm mùi đồ là nâng ánh chẳng dương ai tự tố bán kẹt support ở vậy tự tố bán kia dương toàn ai kẹt tôn cho mùi nó support đòi rạch bán thế kia dương ai thầm ta kẹt tôn cho mùi nó kẹt support từ lứa ở át bắt thông ở đá đôi nào không tu tơ đại tế vì ở toàn mình lại bị xe thì nhì rốt một nghìn này kia ở vậy tự tố bán cứ sticker monitor account cả đôi chí sở nhá để dương mình verify nhờ lửa account dương that's why nhưng mà toàn recommend ở nhà nó nếu tư cho mày lối tính cho lửa sở nhá mùi này thì tầm sân chỉ trăm bạch một nghìn một trăm bách cư một tờ khảo nó cứ nghe đại quát miền một là bỏ miền ấy cô ta subscribe đấy trong một nghìn mới nước cư miền là lời Instagram cho mùi nồng Facebook đại viral art mẹ và tay cầm chia bao nhiêu hỏi hỏi một nghìn mới nước nhà cho tôi subscribe với bán tam giả không bao nhiêu còn lại trade bay như hàng stamp bay như bởi lời Instagram cư là lời setting rất khơi bịa thá mệt ta verify nhắn cư chọn verify cho hai thưa ca bằng lối tới cư bà này đại nhóm bán thưa ca pay hỏi hỏi bạn nghe đại quát ai cho từ phơ ca subscribe cho mỗi năm meta verify mi bán cứ tin mùi to tai nè đàn ông nè mẹ dục chấp bị đau bầm bẩy trong năm lang từ lứa tp nè đàn ông nè cứ chia kẹn lấy đại ai tha ai thiếu nè đại phô ban trơn cả lỗ máu mẹ dục ca hình du cô xăm đấy tp bây cứ nè đại quát phở phè chmô bật bật cót full name chẳng tới mình first name mình last name tại thời cho một tăng đài chẳng tới thì bốn cứ nét ngon nên cứ nét để quát đặc hụt nó lửa profile nó bật và quát hay hụt nó ai chắc thật lâu bán thế nên để dương subscribe verify nó hói cái này dương đâu hụt đâu profile cứ dương thời tái submit verify nó tiệt là sao tất cả verify cứ kê phẩm lưới đầm bấy móc vừa cá review từ lửa dương
คลายมีปัญหาหน้ามวยเหมือนปกติจะข้ามแต่บ้านเวลาไฟหายคือปอบะในขนมกาโดโปรไฟล์บันติดหายเนี่ยเคยยิ้มเช็ดโดโปรไฟล์เลยไม่หลุดหลอดอะไรยังการอะไรยังไงคือยื่นถอยแต่รีเวอร์ไฟล์มาลองติดหายมวยเตี้ยคือ account มายื่นถอยแต่ enable ชิบุระมุกเนี่ย two factor แต่มุกเนี่ยมันคือสำคัญเหมือนเต้นประตูใบเสียยื่นอัด verify ก็ยื่นถอยแต่ได้เลยมันเป็นเกย์ login มาเป็นเดี๋ยวยื่น login ยื่นถอยแต่การ verify เป็น two factor ผ่องได้ so อันใหญ่บ้านฮะสมัยยมอย่าบอลบอลยมมันนั่งอ่อนเดียวในขั้นการ verify นี่คือนั่งจำนายตรงดับมวยแต่ละจะใจผมบุ๋นสมัยไม่แข่งประเทศได้แมนชีประเทศการเมืองชี้ไอเกมินทริกบอกที่ทัวร์หลังไปโยต่อหลายทีไปยังตัวบอร์สกายพีประเทศการเมืองชี้ตัวคือประหารจะดับบุญจะการบุญตัวแรงจะดับแพร่ตัวแรงใช่ไหมนะสุดท้ายวิมีหลักฐานไปย้อนให้กู้แต่แรกของมันตัวการในน้องนี่อ่ะสมัยย้อมโยบอลเป็นย้อมคืออะไรของมันตีสมัยน่ะตัวเติมได้แซ่แต่เอาไว้แต่ย้อมบาน subscribe นี่คือย้อมจองแต่ย้อมจองทัวร์วิดีโอประหารอย่างน้องนี่ตีปีผัวพ่อไปย้อนแต่ยมจังบ้านคือยมจังไอคอนทัชจมวนสปอร์ตบ้านเป็นอย่างมีปัญหายมจังชาร์จจมวนสปอร์ตบ้านพลิ้มพลิ้มปัจจัยเจ็ดด้านคือในขั้นตอนการเชื่อมโยงคือตอนดำเนินการแต่มุกนี้โดยสปอร์ตในขั้นตอนเมตาบริไฟนั้นคือยังโจ้ได้ยังโจ้อ่านอัตบัตรทองมาได้นั่นลอยตีเอาไว้ในยังตัวบ้านคือยังตัวบ้านแต่ใบจมหมดตีจมหมดตีมือคือจมหมดอาคารบางยี่คือมีสัญญาครีจมหมดตีปีคือชื่อจมหมดในยังตัวบ้านในโครเซียลสติ๊กเกอร์ในเลยสตอรี่ในเลยเรียลในเลยอินสตาแกรมในจังตื้อตัวเชียร์ไอ้ close ship ชูเทอร์มวยจำนวนจำนวนที่ใบก็ชื่อจำนวนเด็กเกมมอนเตอร์ตัวเหลือคาร์นบอยยืนใช่ยิ่งก็ถ้าวีอัดจำใบได้สมัยในน้องนี้ในน้องนี้มันกู้ตัวจำนายลอยเหนือนิดเดียววีตอนมันไอ้แต่วีสเปเชียลได้กู้แต่มันเลยตู้เตอร์ได้กดจำนายทีไฮวีก็มันไอ้แต่วีออสการ์สมัยแบบสัญญาว่าได้ไฟมวยนิดเดียวช่างใบตอนจำนายจะเลยวีตีไปโผล่วีนั่งจำนายชราไหนวีจำนายเราต้องตัดดอกแผ่นเวลาเชื่อในน้องตัวการจีวายืนต่างปนวิอ่อนเกลียดได้ยมอัดตอนแรกของมันเตะแต่บักเกตฮะในตอนนี้มินลอยชราเนี่ยแต่ควอตหอซีเนี่ยแต่ควอตมินบีสุดนี้ว่าได้ไฟเตะวิล็อกได้แต่ซามินก็ช่วยมอนเตอร์ตัวเหลือคราวนี้มันตามเดียร์มินไปเปลี่ยนน้องแกปีเวียบันลอยคลุนเองจังเอาไอ้คางไม่ตางก็ช่วยมอนเตอร์ยิงจังเตะโซอัดเมียชราได้ให้สมมติจ้องกันไอ้กี้ปกติมินเนี่ยชงอะไรโชverify នៅលើ page verify លើកណីក៏ដូចជាការ verify ដែលយើង submit ឯកសារដោយរដងពីមុនដែលអត់តមាន meta verify តើវាខុសគ្នាដូចម្ដេចជាមួយនឹង meta verify meta verify វាគឺជា subscription ដែលយើងបង់លុយដើម្បីទទួលបានការ support ពីខាង Facebook meta ដែលយើង submit ឯកសារទៅពីមុនគឺជាការ verify សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានមុខមានមាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលគាត់អាចនិយាយបានថាជា public figure មួយដែលstandard អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបញ្ជាក់ជិះវៀងមានការខ្លាញ់បន្លំកណីគាត់ផ្សេងផ្សេងនៅលើនឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាអត់បានជួយអីទៅដល់កណីរបស់ពួកគាត់ទេខាង Facebook ក៏គេអត់ support ទេពេលណាដែលមានបញ្ហាណាមួយក៏នៅតែដូច account ធម្មតាគាត់ថាមានតែសញ្ញាគ្រេសនឹងមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាកណីដែលទទួលបាន verify ពី Facebook តែប៉ុណ្ណោះយេ we copy meta verify meta verify គឺជាការ verify ដែលជាការ support ពីខាងក្រុមហ៊ុន meta ផ្ទាល់នៅក្នុងការជួយការពារទៅលើកណីរបស់យើង monitor ទៅលើកណីរបស់យើងនិង support ទៅលើយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងចំណុចដែលខុសគ្នាអានេះវាអត់មានច្រើនទេបើអ្នកអត់មានចងល់សិនសិនញ៉ោអាចសាកសួរខ្ញុំខាងក្រុមនៅបន្ថែមបានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតមួយទៀតកុំភ្លេចចូល subscribe channel YouTube ខ្ញុំនៅលើ YouTube ផងគឺ channel របស់យើងចិត្តគ្រប់ 500k សល់ 2k ទេចង់ let's get it អ្នកនរអស់នេះ subscribe អ្នកមួយមកមួយទៀតភ្លេចប្រាប់អ្នកនរអស់នេះ follow ខ្ញុំនៅលើ Instagram ផងខ្ញុំនឹងអាសា like លេងនៅលើ Instagram ហ្នឹងយ៉ាទៅនេះទៅនេះអាចចែកគ្នាមួយខ្ញុំបាននៅលើ Instagram ហ្នឹងហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើការឆាតផងខ្ញុំឲ្យអត្តភាពអ្នកដែលគាត់ follow ខ្ញុំនៅលើ Instagram ខ្ញុំអាចឆាតជាមួយពេលមានសំណួរមានចម្ងល់អីអាចឆាតខ្ញុំនៅលើហ្នឹងបានសម្រាប់ support បងខ្ញុំផ្ទាល់គឺឆាតជាមួយខ្ញុំនៅលើ Facebook anyway អរគុណ bye bye